Ở video hôm nay tôi sẽ review cho anh em một sản phẩm cực kỳ cao cấp của nhà Zabco. Vâng, không để anh em đợi lâu nữa. Zabco mã vàng Z150.6AP. Anh em ngó qua, nặng quá, 10 cân. Sản phẩm quá là chỉn chu, mất tiền cũng xứng đáng. Và để lên những cái bộ này trên xe thì anh em xác định là ngân sách nó phải tiền trăm, mà cụ thể ở đây là khoảng 150 đến 200 triệu thì mới xứng đáng để lên những cái bộ như thế này. Tín hiệu đầu vào của nó thì 6 kênh đầu vào low level, tín hiệu đầu ra là 6 kênh high level ra đánh ra loa. 6 kênh này nếu đánh ở 4 ohm nó là 150W trên một kênh. Nếu đánh ở 2 ohm thì nó là 275W trên một kênh. Còn nếu đánh ở 1 ohm, nếu loa 1 ohm thì nó là 500W. Vậy thì những cái loa sub woofer 1 ohm ấy tầm độ 300-400W ấy, con nó đánh bung nóc luôn. Còn ấy, 6 kênh này nếu mà chúng ta chập cầu chúng ta đánh 3 cổng, 3 loa thôi ấy, thì mỗi một kênh nó rơi vào 500W loa 4 ohm. Còn nếu mà chúng ta đánh 3 loa mà cái loa 2 ohm ấy thì công suất lên đến 1000W, quá kinh khủng, quá dã man. Đã lên những bộ này, tại sao tôi nói với anh em ngay từ đầu là phải có cái dự trù ngân sách tiền trăm trở lên. Bởi vì lên những cái bộ như thế này thì anh em không thể nào mà lên những bộ loa rẻ tiền hơn được. Loa cánh nó rẻ rẻ ấy cũng phải rơi vào 50-70 triệu đến 100 triệu một bộ, chứ còn nó rẻ hơn thì lên nó lại không xứng đáng, mà nó quá thừa cho con này. Những cái loa rẻ công suất nó thấp thì không cần em đi quá cao như thế này để đẩy. Đấy, thế thì con này giá bán lẻ hơn 30 triệu thôi, cộng với bộ loa khoảng độ 70 triệu nữa rơi vào 100 triệu. Cộng với lại con DSP, ví dụ như con Helix này chẳng hạn, nó rơi vào gần 50 triệu. Thế thì nó rơi vào 150 triệu rồi. 150 triệu rồi, cộng với lại subwoofer 10 triệu, cộng với lại âm ly để sub cũng phải tầm 20 triệu là 30 triệu. Thì nó rơi vào gần 200 triệu. Đấy là tiền thiết bị thôi nha. Còn chưa tính đến những cái thiết bị cao cấp như là bộ cầu chỉ chia như thế này. Lên những bộ như này thì phải làm chuẩn chỉ, chuyên nghiệp thì mới lên được. Nhưng mà lên mà uể oải thì không lên được đâu, nó phí tiền ra anh em ạ. Đấy, những cái bộ cầu chỉ như này nó cũng có giá từ 6 đến 8 triệu tùy loại. Một con cầu chỉ này nếu mà chúng ta dùng loại tốt, ví dụ như là hãng Harmony chẳng hạn, nó cũng có giá khoảng độ 5 đến 6 triệu một con. Đấy, 4 con lại rơi vào 20 triệu rồi. Rồi, lên những cái bộ âm thanh như thế này thì thường thường ấy anh em chơi nhạc ấy thì từ điện thoại đánh Bluetooth vào anh em rất là ít chơi. Thế nên là anh em chơi máy nghe nhạc. Ở đây trên tay tôi đang có máy nghe nhạc AK2000. Con này giá thị trường loanh quanh vào khoảng 2.500 đô. Đấy, rồi chơi cái máy nghe nhạc này rồi thì cái dây dẫn nó cũng là quan trọng nữa. Cái dây này, đây là dây fiber 5m rất là hiếm tại Việt Nam. Việt Nam tôi tìm từ hôm qua đến giờ mới có một đơn vị có cái dây dài 5m. Thường thường anh em chơi optical ấy, chỉ có 1m đến 2m thôi. Thế thì optical cắm vào cổng của con AK này, đưa ra DSP, có thể là Ultra Helix, cũng có thể là Zabco. Zabco thì cũng có thể chơi được con Z84AT này. Con này cũng rẻ thôi, con này 20 triệu. Hoặc là chơi những mã 9853 của nó thì nó rơi vào gần 90 đến 100 triệu. Đấy, vài trăm triệu. Nhưng mà nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ phấn khích mỗi khi lên xe mà nghe cái bài nhạc. Tôi nói kể cả những cái xe cao cấp như Volvo hoặc là những xe cao cấp như Audi, Porsche hoặc là những cái xe, những cái giải âm thanh như này hoàn toàn thừa cửa để so sánh đối với những cái xe như vậy. Đó là series video về những cái sản phẩm cao cấp mà tôi sẽ gửi đến anh em. Tôi sẽ review tất cả những cái sản phẩm nào mà tôi có biết và tôi được tiếp cận để làm một nguồn tham khảo để cho anh em có cái sự so sánh, anh em có sự chuẩn bị về kinh tế để anh em lên những cái bộ như thế này. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nhớ bấm đăng ký ở dưới góc phải màn hình nha. Xin chào, tạm biệt.